Xin chào quý anh chị và các bạn, em là Thuận Em Hyundai. Thì hôm nay Thuận Em sẽ làm video so sánh chúng ta về chiếc xe Hyundai Santa Fe phiên bản máy dầu cao cấp, là chiếc xe màu đen ở bên tay phải của bên em và chiếc xe Hyundai Santa Fe phiên bản máy xăng cao cấp ở bên tay trái một tầng của bên em ha. Thì như chiếc xe hồi trước á, thì giữa chiếc phiên bản máy dầu cao cấp và máy xăng cao cấp thì nó sẽ có mức giá chênh lệch nhau là hơn 100 triệu nha quý anh chị. Nhưng hiện tại bây giờ giữa chiếc xe máy dầu cao cấp và chiếc xe máy xăng cao cấp thì nó chỉ có chênh lệch nhau là tầm khoảng 50 triệu thôi, và có thể là thấp hơn bởi vì chương trình của chiếc máy dầu nó sẽ là nhiều hơn. Thì hôm nay em sẽ làm video so sánh chúng ta ha. Thì về cơ bản, về option, về tính năng thì cả chiếc xe đều như nhau, nhưng nó sẽ có một cái sự khác biệt lớn nhất của hai chiếc xe này, đó là về trang bị động cơ. Rất nhiều khách hàng đặt câu hỏi là ủa, chiếc xe máy dầu nó có ồn hay không, sử dụng về lâu về dài nó có mùi dầu nhiều hay không, hay là chiếc xe máy xăng nó có tốn xăng quá hay không. Đó là những câu hỏi rất nhiều khách hàng hỏi, như anh chạy gia đình ít, anh chạy một năm bao nhiêu ngàn cây đó, anh nên lấy máy xăng hay máy dầu. Đó là một rất nhiều câu hỏi đặt câu hỏi tới em. Thì nay em cũng làm video để em chia sẻ cho quý anh chị luôn ha. Và em sẽ có những cái bài toán chia sẻ nhiều nhất để chúng ta coi, chúng ta cân nhắc và chúng ta sử dụng và chúng ta nên mua dòng xe nào. Đầu tiên về trang bị của hai chiếc xe này thì em cũng nói rất nhiều ha. Hầu như là nó sẽ là giống nhau hết về trang bị tính năng. Nhưng mà chiếc xe Santa Fe máy dầu thì chúng ta sẽ có thêm cái tính năng là ba chế độ kiểm soát lực kéo, và nó sẽ có động cơ mạnh hơn và hộp số là hộp số 8 cấp liệp cáp ớt. Thì đầu tiên thì em nói về cái ưu điểm của máy dầu rồi. Ưu điểm của máy dầu thì nó sẽ có cái ưu điểm đó là mạnh mẽ hơn, tiết kiệm hơn, và đó là hai cái ưu điểm của chiếc xe này Santa Fe máy dầu. Còn đối với chiếc Santa Fe máy xăng thì nó sẽ có ưu điểm là sao? Êm ái hơn, chạy nhẹ nhàng hơn, và nó sẽ không có mùi dầu. Đó là một số khách hàng không thích mùi dầu, và đặc biệt nó sẽ rẻ hơn máy dầu. Nhưng em cũng có những cái bài toán em đặt cho chúng ta luôn. Nếu chúng ta không quan tâm vấn đề xăng cổ thì em thích là nhưng đối với chiếc xe máy dầu á, thì chúng ta phải thường xuyên chúng ta phải tìm đổ cái dầu 0.001S thì chúng ta sẽ có là vận hành mượt mà hơn và nó sẽ đỡ mùi dầu hơn. Bài toán nếu mà chúng ta chạy đối với chiếc xe Santa Fe máy dầu này thì chúng ta chạy 100 cây thì nó rơi vào khoảng là 8-9 lít thôi. Có thể là nó sẽ tiết kiệm hơn. Còn chiếc Santa Fe máy xăng thì 100 cây thì chúng ta chạy thì nó rơi khoảng là tầm 11-12 lít, và trong thành phố nhiều lúc thì nó sẽ có hơn. Nhưng mà chúng ta chạy đường trường thì nó tới 6-7 lít thôi. Thì một năm nếu mà chúng ta chạy tầm 10.000 cây á, thì chiếc Santa Fe 20.000 cây chẳng hạn, thì chiếc Santa Fe máy dầu thì nó sẽ mang lại chúng ta tiết kiệm nhiên liệu nhiều nha quý anh chị, nhiều hơn một năm tầm mười mấy triệu luôn. Đó, về trang bị thì cả hai chiếc xe thì em giới thiệu thì chúng ta sẽ có là trang bị đó là đèn bi led này, rồi tính năng là radar phía trước, camera phía trước, mặt ga lăng mạ chrome. Chiếc chất máy dầu nó cũng vậy nha quý anh chị, nó máy dầu nó cũng vậy hết. Về cả hai chiếc xe chúng ta đều trang bị là mặt ga lăng 19 in, mặt ga lăng 19 in hết nhé quý anh chị. Và chúng ta đều có là cảm biến xuất lốp và đầy đủ hết các tính năng như cam 360, rồi cảnh báo đêm mù trên gương, đó, gương chỉnh điện gập điện và tích hợp đèn báo rẽ. Đó, thì các bạn máy dầu. Thì là máy xăng thì nó cũng trang bị rồi nhé quý anh chị. Sự em sẽ đề nổ để nói sự khác biệt của hai chiếc xe này chúng ta coi. Đây, phiên bản máy xăng thì chúng ta vẫn được trang bị đó là mâm 19 in, lốp cung hô, gương chỉnh điện gập điện và tích hợp đèn báo rẽ, có cam 360, có cảnh báo điểm mù trên gương. Đó. Thì ở phía sau này thì chúng ta sẽ có sự khác biệt, đó là chiếc Santa Fe máy xăng cao cấp thì chúng ta sẽ có chữ Premium, nhưng mà chúng ta sẽ có chữ 2.2D nha. 2.2D. 2.2D là trên phiên bản máy dầu cao cấp là chúng ta chỉ có là máy 2.2 tăng áp ha. Còn trên máy xăng là 2.5 hút khí tự nhiên. Về cốp xe hay không gian vận hành thì cả chiếc xe đều là như nhau. Đó. Đó là một chiếc Santa Fe phiên máy xăng ha. Cả hai chiếc xe chúng ta đều có không gian rất rộng ha. Cốp thì cốp chỉnh điện, điều khiển từ xa, mở cốp từ xa, có người gọi mở cốp thông minh. Yeah. Đó.
Rồi, về không gian nội thất thì cả hai chiếc xe thì chúng ta sẽ có nội thất màu nâu đỏ này. Ghế là ghế chỉnh điện lái 12 hướng, ghế phụ chỉnh điện 6 hướng và chúng ta sẽ có nhiều ghế hai vị trí. Loa sẽ loa Harman Kardon thì cả chiếc xe đều là như nhau. Đó, và cần sổ nước bấm, nhưng mà chiếc xe Hyundai máy dầu thì chúng ta sẽ có chữ Snow Mud San này. Đó, chúng ta vẫn có cam 360 đầy đủ nhất quý anh chị. Đó, vẫn có là coi điểm mù trên màn hình tắp lô này. Đó, đó đầy đủ hết rồi. Màn hình HUD, cửa sổ trời toàn cảnh, gọi hỗ trợ an toàn Hyundai Smart Sense. Đó, nội thất của chiếc xe, và thân phê máy dầu. Còn đối với máy xăng thì chúng ta vẫn được trang bị nội thất như vậy, rất khó để chúng ta nhận biết được. Nhưng mà chúng ta sẽ nói về cái độ đó. Ở trên phạm máy xăng thì chúng ta sẽ không có cái ba chế độ kiểm soát lực kéo ha. Quý anh chị thấy ha, nội thất là vẫn là màu nâu đỏ. Máy dầu của Hyundai thì nó rất là êm rồi. Đó, đây tiền lộ của máy xăng nha quý chị. Chiếc máy xăng này thì nó sẽ được công suất là 2.5. Cái tự nhiên công suất là 180 mã lực thôi. Và số là số tự động 6 cấp nhé. Còn đối với chiếc Santa Fe máy dầu, em cùng mở động cơ lên chúng ta coi luôn. Đó thì hầu như là tiếng nổ, nếu mà chúng ta mà không phải là người sành về xe thì rất khó để chúng ta phân biệt được tiếng nổ nào là tiếng nổ của máy dầu và tiếng nổ nào là tiếng nổ của máy xăng, bởi vì nó rất là êm nha quý anh chị. Đây là tiếng nổ của máy xăng, đây là tiếng nổ của máy dầu này. Cái chiếc xe đều trang bị động cơ Smart Sim hết. Thì em đã làm video mà em so sánh cho chúng ta về chiếc Santa Fe máy dầu cao cấp và chiếc Santa Fe máy xăng cao cấp. Thì hầu như là nó chỉ khác nhau về động cơ thôi nha quý anh chị. Nó chỉ khác nhau về động cơ thôi, các về các trang bị an toàn và các bị tính năng hầu như nó y chang. Em cũng chia sẻ luôn, nếu chúng ta là một người di chuyển hàng năm nhiều, một năm tầm 20-30 ngàn cây một năm, thì chúng ta nên sử dụng máy dầu. Và đặc biệt máy dầu của Santa Fe thì nổi tiếng từ trước xưa giờ rồi, về độ êm ái, độ tiết kiệm, về mạnh mẽ. Còn nếu mà chúng ta thích một chiếc xe êm dịu hơn, rồi mà chúng ta chạy hàng năm thì chúng ta chạy tầm khoảng 10.000 cây đổ lại thôi. Đó, và chúng ta không thích mùi dầu thì thực chất là chúng ta nên chọn là máy xăng. Đó, thì máy dầu của Hyundai thì nó rất là nhiều ưu điểm rồi. Nếu chúng ta không cân nhắc những vấn đề đó thì em cũng khuyên cho thành chúng ta nên lấy máy dầu. Máy dầu, bởi vì nó tiết kiệm hơn, nó mạnh khỏe, nó khỏe hơn. Đặc biệt khi mà chúng ta chạy nhiều nha quý anh chị. Thì cả hai chiếc xe này hiện tại bây giờ đang có mức chênh lệch chưa tới 50 triệu nha quý anh chị. Thì quý anh chị quan tâm thì liên hệ em theo số điện thoại là 0962 385 818. Em là Thuận, tư vấn bán hàng tại showroom Hyundai miền Nam, xin phép được hỗ trợ quý anh chị và hẹn gặp lại quý anh chị những video sau.